Hello, xin chào tất cả anh em nhá. Đêm nay Tùng 26 tức Tùng đại ca nhá. Ngày hôm nay mình không làm giang hồ nữa. Chuyển về vườn cây nuôi gà. Nuôi gà và làm vườn nhờ anh em nhá. Đấy. Review úp. Anh em thấy cuộc sống ở miền quê mình rất là thoải mái, ok. Đấy, không phải nghĩ ngợi gì nhiều. Đấy. Rất là thanh bình và rất là yên tĩnh. Về nhà nuôi gà. Để nhà nuôi gà nuôi lợn thôi anh em ạ. Đấy, cuộc sống nó thanh bình và nó thoải mái hơn. Nói chung là đây, như mình này, vườn cây ăn quả, ao cá các kiểu. Đấy. Ok nhá, thì anh em nhớ đăng ký bờ like, shop like, chia sẻ đó. Tùng 26 vượt bậc